Xin chào các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với Q&A. Đáng lẽ ra chúng ta đã có rất nhiều những trận đấu được chờ đợi vào cuối tuần này, nhưng thực sự vào thời điểm này, thật khó khăn để những đội bóng tại Premier League có thể tiếp tục những cái chặng đường của mình khi họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch Covid-19. Tất nhiên là chúng ta vẫn còn rất nhiều những sự kiện bóng đá liên quan khác để có thể đặt ra cho nhau những câu hỏi trên tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân. Và tôi cũng rất chờ đợi vào ngày hôm qua để chọn lựa những câu hỏi trả lời trong ngày hôm nay. Và các bạn nhớ nhé, hãy ấn subscribe kênh nếu chưa làm điều đó. Hãy vào tab cộng đồng của kênh YouTube Bình luận viên Anh Quân nếu như muốn đặt câu hỏi trên chương trình Q&A này. Còn bây giờ là lúc chúng ta bắt đầu chương trình của tuần này. Bạn Lê Đức Nguyễn: chào anh Quân, em muốn hỏi anh, phong độ khá tốt của Arsenal và Man United thì Chelsea có thể đứng vững trong top 3 cho đến hết mùa giải được không ạ? Mặc dù đang mất khá nhiều trụ cột, em cảm ơn và mong anh trả lời. Tôi nghĩ rằng là top 3 với Chelsea là một điều cũng khá đơn giản, nhưng làm thế nào để lên ngôi vô địch mới là câu chuyện mà Tuchel cùng các học trò của mình nên nghĩ tới vào thời điểm này. Có lẽ lúc này là khoảng thời gian mà Chelsea gặp nhiều khó khăn nhất kể từ khi Tuchel nhậm chức. Đội chủ sân Stamford Bridge mới chỉ giành được một chiến thắng trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường sau trận đấu rạng sáng nay gặp Everton. Khoảng cách với Man City giờ đây đã được nới rộng lên thành 4 điểm trên bảng xếp hạng. Không phải quá lớn, thế nhưng đây chắc chắn là một trở ngại cho True Blue trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Thế nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn như Chelsea là điều mà khó ai có thể phủ nhận. Phong độ sa sút trong quãng thời gian gần đây của đội bóng đến từ những cá chấn thương của các trụ cột cũng như vì Covid-19. Việc gạch tên Chelsea ra khỏi cuộc đua vô địch lúc này vẫn còn quá sớm. Mục tiêu kết thúc mùa giải ở một vị trí trong top 3 đối với The Blue có lẽ là quá nhỏ bé. Hãy nhìn vào những đối thủ cạnh tranh cho tham vọng này của họ. Arsenal đang bay cao với nòng cốt trẻ tuổi, thế nhưng trừ trận đấu với Spurs ra thì họ để thua sạch trước các đối thủ còn lại trong Big Six. Bản lĩnh là điều mà các pháo thủ còn thiếu. Man United thắng 2 trận liên tiếp tại Premier League cùng với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ vẫn còn rất nhiều vấn đề về mặt lối chơi cũng như con người để huấn luyện viên Ralf Rangnick có thể giúp đội bóng trở lại đúng vị thế vốn có. Đối với Arsenal, phong độ không tốt ở thời gian gần đây không có nghĩa rằng họ sẽ từ bỏ trong cuộc đua vô địch. Với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Âu, The Blue có đủ khả năng cũng như bản lĩnh để đả bại sự thống trị của Man City. Đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm của Premier League khi lịch thi đấu trở nên dày đặc. Nếu như Thomas Tuchel và các học trò có thể vượt qua được nó, Chelsea hoàn toàn đủ khả năng để trở lại cuộc đua vô địch. Còn mục tiêu top 3 chắc chắn rồi, đó là điều mà Chelsea phải làm nếu không muốn bị coi là một mùa giải thất bại tại Premier League. Bạn Phùng Gia Bảo: em chào anh Quân, anh cho em hỏi, theo anh với phong độ hiện tại của De Gea thì Henderson liệu có rời đi cho kỳ chuyển nhượng sắp tới hay không? Em cảm ơn và chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Đúng là sức ép dành cho Dean Henderson vào lúc này là rất lớn khi De Gea vẫn chứng tỏ được năng lực của mình. Và để có thể được bắt chính trong đội hình Manchester United vào lúc này là một điều cực kỳ khó khăn. Làm thế nào để cạnh tranh một suất của đội tuyển quốc gia đây trước khi mà World Cup diễn ra? Đó sẽ là câu hỏi đặt ra trong đầu của Dean Henderson và người đại diện của mình. Mùa giải này có lẽ là một trong những mùa mà De Gea chơi hay nhất trong sự nghiệp. Thủ thành người Tây Ban Nha đóng vai trò chẳng khác gì người nhện trong khung thành với những pha bay người cản phá, y như một siêu anh hùng trước kẻ thù mang tên hàng phòng ngự của đội bóng. Nếu không có De Gea thì lúc này có lẽ Man United chỉ còn là một đội bóng thuộc top giữa bảng xếp hạng, chứ không cạnh tranh cho top 4 như ở thời điểm hiện tại. Điều này vô tình khiến cho Dean Henderson trở thành người thừa tại Old Trafford. Thủ thành người Anh cũng chẳng phải là tay mơ gì. Henderson từng khiến cả Premier League phải trầm trồ với phong độ xuất sắc của mình tại Sheffield United, giúp cầu thủ này có cơ hội được tập trung cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho các trận đấu lớn. Đặt lên bàn cân so sánh giữa hai thủ môn này thì quả thực Henderson không quá kém cạnh so với De Gea. Thủ thành người Anh ở mùa giải 2019-2020 trong màu áo Sheffield có được 2,69 lần cứu thua một trận, kém hơn một chút so với con số 3,31 lần của De Gea mùa này. Tuy vậy, ở mùa giải đó thì Henderson có tỷ lệ cứu thua lên tới gần 75%, tốt hơn so với De Gea ở mức 69%. Với sự ổn định của De Gea trong khung gỗ, thật khó để có cơ hội ra sân thường xuyên cho Henderson tại nơi mà anh đã trưởng thành và tạo được tiếng vàng cho mình. Henderson đủ khả năng để bắt cho bất kỳ một đội bóng trung bình khá nào ở Premier League. Thủ thành này đã không giấu giếm ý định được gọi trở lại đội tuyển Anh để đáp chuyến bay cùng toàn đội tới Qatar dự World Cup. Và để làm được điều đó, Henderson không còn cách nào khác ngoài việc phải rời Man United nhằm tìm kiếm cơ hội bắt chính. Chắc chắn sẽ có nhiều cổ động viên Quỷ Đỏ không muốn điều này xảy ra, thế nhưng đây sẽ là một quyết định tốt cho cả hai bên. Henderson được ra sân nhiều hơn, còn Man United cũng sẽ kiếm được một khoản tiền khá cho thương vụ này. Bạn Toàn Phạm: em chào anh, theo anh nghĩ thì Vinicius có thể vươn tầm trở thành một ngôi sao thế giới và có khả năng sánh ngang với Mbappe và Haaland để đua tranh quả bóng vàng không? Em chúc anh sớm đạt được nút vàng.
Thực ra vào lúc này để có thể đặt ngang Vinicius cùng với Haaland và Mbappe vẫn còn hơi đuối. Tôi hy vọng rằng sau mùa giải này, sau một quãng thời gian nữa thì Vinicius sẽ chứng tỏ được nhiều điều hơn. Để có thể nằm trong danh sách những người giỏi nhất trong thế giới bóng đá, bạn phải có được hai thứ. Một, đó chính là màn trình diễn cá nhân thuộc hàng siêu hạng, trở thành linh hồn của đội bóng với thực lực của mình. Hai là danh hiệu tập thể với những chức vô địch quốc nội cũng như châu lục để mãi mãi ghi tên mình vào sử sách. Từ trước tới nay, đó là cách mà những giải thưởng lớn của bóng đá thế giới như Quả Bóng Vàng được trao tặng. Sẽ luôn có những cuộc tranh cãi về việc ai giỏi hơn, ai xứng đáng hơn trong những cuộc đua cá nhân. Triều đại của Messi, Ronaldo, thêm cả Lewandowski nữa còn chưa qua thì giờ đây chúng ta sắp sửa đón chào những cá nhân xuất chúng mới, trẻ hơn, giàu nhiệt huyết hơn để tạo nên những cuộc tranh luận không ngừng nghỉ xem ai mới là tương lai của bóng đá thế giới. Mbappe và Haaland chắc chắn rồi, đây đang là bộ đôi được ví như những chân sút thượng hạng của làng túc cầu. Thế nhưng mùa giải này chứng kiến thêm một cái tên nữa nổi lên như ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu bóng vàng trong tương lai. Vinicius Junior từ chỗ của một kẻ bị ruồng bỏ giờ đã sống lại để đóng vai trò như một linh hồn của đội bóng. Cầu thủ chạy cánh ở Brazil có những yếu tố quan trọng nhất để đạt đến danh vọng. 10 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 17 lần ra sân tại La Liga không phải là những con số nên được đánh giá thấp. Bên cạnh Benzema, Vini sẽ là cầu thủ không thể thiếu lúc này trong tay của Ancelotti. Bản lĩnh là điều mà cầu thủ MA số 20 có từ sớm. Hãy nhìn cách mà cầu thủ người Brazil lĩnh sướng hàng công trong trận gặp Sociedad, ngày mà Benzema phải rời sân vì chấn thương, để rồi chứng kiến Vini mang về 3 điểm cho Real Madrid. Cây kiến trắng giờ đây đã đi qua gần nửa chặng đường tại La Liga với tâm thế của nhà vô địch cuối mùa này. Trước mắt họ tại Champions League cũng sẽ là thử thách mang tên Paris Saint-Germain, lửa thử vàng, gian nan thử sức, và chỉ với những cuộc đối đầu đỉnh cao đó mà Vini có thể để lại dấu ấn đậm nét với người hâm mộ. Đến lúc đó chẳng ai có thể phủ nhận anh được nữa, kể cả danh hiệu Quả Bóng Vàng trong tương lai. Bạn Sơn Dương chào anh Quân, chúc anh và ekip thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Theo anh, tính ở thời điểm hiện tại của Arsenal có khả quan hay không? Cầu thủ nào có nhiều khả năng đến Emirates để thay thế được vị trí của Alba để lại sau nhiều rắc rối vừa qua? Thực tế ra vào lúc này để mua người thay thế Aubameyang là một điều không hề đơn giản. Dù chúng ta biết rằng Aubameyang đã mới bị tước bằng đội trưởng câu lạc bộ Arsenal do thói vô kỷ luật của mình. Và thực sự để có thể đề xuất một cái tên cho Arsenal vào lúc này là một điều không hề dễ dàng. Đối với mình thì việc Arsenal đặt trọn niềm tin vào huấn luyện viên Mikel Arteta sau không chỉ một mà tới hai giai đoạn khó khăn từ năm ngoái tới giờ quả thực là một quyết định đúng đắn. Các pháo thủ lúc này đang chơi với một lối đá tấn công phóng khoáng, tốc độ cao và chính xác trong khung dứt điểm. Cái DNA của Arsenal đang dần trở lại dưới sự chèo lái của Mikel Arteta. Đây không phải là một điều gì đó quá bất ngờ khi lực lượng của đội bóng sở hữu những cầu thủ trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Anh. Tài năng của những Saka, Smith Rowe hay Ramsdale đã được kiểm chứng một cách rõ ràng mùa này, và việc đội bóng đang xếp ở một vị trí trong top 4 có thể coi là thành công với chiến lược xây dựng bóng đá dài hạn mà Arteta cũng như ban lãnh đạo đã vạch ra. Có lẽ mảnh ghép duy nhất lúc này với Arsenal đó chính là một người thủ lĩnh đích thực. Giai đoạn đầu của thế kỷ 21 là lúc mà đội chủ sân Highbury thành công vang dội với một Patrick Vieira ở trên sân. Kể từ sau thời hậu Wenger, chúng ta chưa thể đấy được một cánh chim đầu đàn đích thực. Saka gây hấn với các cổ động viên, còn Aubameyang thì luôn khiến cho Arteta phải phiền lòng. Báo chí Anh những ngày gần đây đều tin rằng Arsenal đang hướng tới một chân sút trẻ và chất lượng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Hiện tại những cái tên như Isak, Calvert-Lewin hay Vlahovic đang nằm trong tầm ngắm của đội bóng. Aubameyang có thể là cả Lacazette đang dần tới ngày chia tay đội bóng trong cuộc thanh lọc lực lượng của Arteta. Việc có được một tiền đạo chất lượng trong thời gian tới sẽ chỉ giải quyết được vấn đề trên hàng công. Còn ở thời điểm hiện tại, thật khó để có thể tìm ra cái tên nào xứng đáng cho vị trí thủ lĩnh của đội bóng, một người có tiếng nói to lớn trong phòng thay đồ và luôn biết cách khích lệ tinh thần của toàn đội trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Đó sẽ là trọng trách của Arteta trong nhiệm vụ tìm kiếm người chia lửa với ông về khả năng thủ lĩnh. Một cái tên trên thị trường chuyển nhượng cũng là giải pháp, thế nhưng việc rèn giũa một người chuyển lửa tới từ chính những cái tên trẻ có trong đội sẽ là phương án khả dĩ hơn. Bạn Hoàng Ngô, chào anh, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cho em hỏi với phong độ hiện tại thì Liverpool có thể phá được kỷ lục ghi 106 bàn một mùa của Man City vào mùa giải 2017-2018 không ạ? Một câu hỏi hơi khó trả lời vào lúc này, dù chúng ta biết được rằng Liverpool vẫn đang duy trì một phong độ rất tốt. Cho tới thời điểm hiện tại của mùa giải, Liverpool đã có tới 48 bàn thắng chỉ sau 17 vòng đấu, nhiều hơn 8 bàn so với chính đội đầu bảng Man City, với hiệu suất lên tới 2,8 bàn một trận. Hàng công của The Kop đang là một trong những họng súng đáng sợ bậc nhất châu Âu thời điểm hiện tại, và đó cũng mới chỉ là phong độ của đội chủ sân Anfield ở đấu trường quốc nội. Bởi nếu tính trên mọi đấu trường, Liverpool đã có tới 69 bàn thắng sau 27 trận đấu. Tính riêng ở sân chơi Premier League, chỉ cần chưa tới một nửa mùa giải, những đội bóng tới từ vùng Merseyside đã có được gần một nửa số bàn thắng mà Manchester City có được ở cả mùa giải 2017-2018 là 106 bàn. Vẫn như thường lệ, Mohamed Salah vẫn đang là ngôi sao sáng nhất trên hàng công của The Kop
với 15 bàn thắng. Siêu sao người Ai Cập đang cho thấy sự thăng hoa ở cả đấu trường quốc nội lẫn sân chơi châu lục, và việc ngăn cản được Salah không phải là một điều dễ dàng với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Nhưng không chỉ có Salah, những cái tên như Diogo Jota hay Sadio Mane cũng vẫn luôn biết cách để tạo ra điểm nhấn cho riêng mình ở những thời khắc quan trọng. Đó chính là sự nguy hiểm của hàng công Liverpool vào lúc này. Nhìn lại mùa giải 2017-2018 của Man City, họ cũng có cho mình một hàng công thăng hoa với 21 bàn thắng của Sergio Aguero, 18 pha lập công của Raheem Sterling, và cùng với đó là sự tỏa sáng từ những gương mặt khác như Gabriel Jesus hay là Leroy Sané. Sự cân bằng đó trên hàng công của The Citizen đã giúp cho họ duy trì được phong độ ổn định trong suốt 38 vòng đấu căng thẳng và đầy cạm bẫy. Liverpool lúc này cũng đang sở hữu cho mình bộ ba đã thi đấu cực kỳ ăn ý với nhau trong suốt 2 mùa giải vừa qua, và việc phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Man City có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bạn Hoàng Ngô, chào anh, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cho em hỏi, với phong độ hiện tại thì Liverpool có thể phá được kỷ lục ghi 106 bàn một mùa của Man City vào mùa giải 2017-2018 không ạ? Một câu hỏi hơi khó trả lời vào lúc này, dù chúng ta biết được rằng Liverpool vẫn đang duy trì một phong độ rất tốt. Kể từ khi trở về Premier League với vai trò huấn luyện viên của Aston Villa, Steven Gerrard vẫn đang thăng hoa với 4 chiến thắng và 2 trận thua. Đội chủ sân Villa Park chỉ phải nhận trận thua trước những Man City và Liverpool thăng hoa bậc nhất nước Anh lúc này. Một trong những yếu tố khác biệt nổi bật nhất mà ông thầy người Anh đã mang đến cho Villa đó là sự cải thiện ở hàng phòng ngự. Đội bóng tới từ Birmingham thủng lưới 5 lần trong số trận gần nhất, nhưng có tới 3 bàn trong số đó là trước những ông lớn có hàng công đẳng cấp như Man City hay Liverpool. Ngoài ra, hàng thủ với những Konsa, Matiquez hay là Matt Target cũng đóng góp rất tích cực vào mặt trận tấn công của Villa. Có thể nói rằng Gerrard đang rất thành công trong việc tối ưu hóa khả năng tấn công của các hậu vệ cánh như những gì đã từng làm được khi còn dẫn dắt Rangers. Còn nhớ trong mùa giải cuối cùng của Gerrard ở Scotland, một trong những học trò xuất sắc nhất của ông thầy người Anh đó là hậu vệ James Tavernier. Hậu vệ cánh người Anh đã có tới 11 bàn thắng và 11 đường kiến tạo dành cho nhà vô địch của Scotland chỉ sau 29 trận đấu. Vào lúc này, huyền thoại của Liverpool đang muốn biến những Kess hay là Target trở thành những mũi khoan đa năng giống như vậy. Một điểm nhấn rất lớn khác mà Gerrard đã mang đến cho Aston Villa đó chính là tinh thần chiến đấu. Sự có mặt của một huấn luyện viên mới chắc chắn sẽ trở thành một liều thuốc tinh thần hạng nặng cho bất kỳ đội bóng nào, và ông thầy người Anh cũng đang tận dụng điều đó để làm nên sự khác biệt. Có thể nhận thấy rằng các cầu thủ Villa trong thời gian vừa qua thi đấu cực kỳ tự tin và xông xáo, nhất là ở trong những tình huống tắc bóng hay chiếm lại quyền kiểm soát trên sân. Đó chính là những điều dễ nhận thấy nhất của Aston Villa dưới thời của Steven Gerrard so với ông thầy cũ Dean Smith sau 6 trận vừa qua. Và nếu giữ được phong độ này cho tới cuối mùa, khả năng cạnh tranh cho một vị trí có vé dự cúp châu Âu là hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn Nguyễn Tuấn Khoa, chào anh Quân, phong độ hiện tại của Tiến Linh và một số cầu thủ khác trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thì anh nghĩ thầy Park có nên sử dụng cả Văn Toàn, Công Phượng cho các trận đấu còn lại của FF Cup không ạ? Em cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe. Tôi nghĩ rằng là để có thể sử dụng cả Công Phượng và Văn Toàn là một điều hơi khó khăn dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi đó không phải là thói quen của ông ấy. Hàng công của đội tuyển Việt Nam gặp không ít vấn đề tại AFF Cup 2020 trước một đối thủ như đội tuyển Lào. Quang Hải và các đồng đội đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và chỉ có thể giành chiến thắng 2-0. Sau đó đến màn đối đầu với Indonesia, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo gặp bế tắc và không thể ghi được một bàn thắng vào lưới của đối thủ. 21 cú dứt điểm được tạo ra, với chỉ một trong số đó đi trúng đích. Trong trận đấu vừa rồi, đội bóng áo đỏ chỉ tạo ra tỷ lệ dứt điểm chính xác là 4,8%, đó là một con số thấp kỷ lục, nhưng nó cũng cho thấy những vấn đề mà đội tuyển Việt Nam gặp phải khi đụng độ những đội bóng sử dụng lối chơi tử thủ. Trong cái sự bế tắc ấy, Tiến Linh bất ngờ trở thành nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất. Cầu thủ mang áo số 22 vẫn chưa thể tìm được bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup lần này. 3 trận vào sân từ băng ghế dự bị, Tiến Linh không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm chính xác nào. Phong độ của chân sút sinh năm 1997 đang chạm đáy, cộng thêm dấu hiệu bị quá tải nên huấn luyện viên Park Hang-seo đang cất anh trên băng ghế dự bị. Trong bối cảnh đó, Công Phượng là người được tin tưởng và thường xuyên lĩnh ấn tiên phong. Rất nhiều người kỳ vọng Văn Toàn sẽ là cầu thủ được đá cặp trên hàng không để tạo ra cặp đôi song sát từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng tất nhiên, để điều đó biến thành hiện thực không phải là một câu chuyện dễ dàng. Đã quá lâu rồi Văn Toàn chưa thể ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Chính xác nhất là từ thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo lên dẫn dắt, số 9 vẫn chưa thể có được pha lập công đầu tay. Dù đã cải thiện khả năng dứt điểm ở mùa giải vừa rồi, nhưng Văn Toàn chưa bao giờ là ưu tiên số 1 trên hàng công. Vì vậy, việc Văn Toàn và Công Phượng đá cặp với nhau xem ra hơi khó ở thời điểm này. Dù cho Tiến Linh không có được phong độ tốt nhất, nhưng anh vẫn là trung phong xuất sắc nhất thời điểm hiện tại mà thầy Park đang sở hữu. Vì vậy, nhiều khả năng trong những trận đấu tới, số 22 vẫn sẽ được thầy Park sử dụng thay vì đổi mới và đưa Văn Toàn, Công Phượng trở lại với việc đá cặp cùng nhau ngay từ đầu. Bạn Ricky Official, em chào anh Quân. Anh cho em hỏi tại sao các cầu thủ Việt Nam không có người đại diện vậy ạ? Làm sao để V-League có thể chuyên nghiệp như Thai League vậy ạ?
em là một người rất quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Có chứ, có rất nhiều những người đại diện tại bóng đá Việt Nam vào thời điểm này chứ. Vấn đề là họ không nổi tiếng cũng như là không được biết đến rộng rãi như những cái cầu thủ hàng đầu thế giới mà thôi. Còn tất nhiên là để có thể chuyên nghiệp như những giải đấu khác, ví dụ như Thái League, thì bóng đá Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều. Thực ra là có đấy, chỉ là không phổ biến bằng so với các cầu thủ nước ngoài thôi. Vì đây dù gì vẫn là một định nghĩa khá mới mẻ với các cầu thủ ở nước ta. Và thực sự cũng không có quá nhiều cầu thủ nghĩ rằng họ cần tìm người đại diện, chứ chưa nói đến việc tìm ở đâu và là ai để giữ được sự uy tín. Cầu thủ ít nhận thức về việc người đại diện là một chuyện, mà người đại diện chưa làm việc đủ hiệu quả lại là một chuyện khác. Trách nhiệm của một người đại diện không chỉ là lo hợp đồng quảng cáo này, hợp đồng thương mại kia, mà phải cố gắng giúp cầu thủ toàn ý vào việc thi đấu trên sân cỏ để phát huy đúng giá trị của mình. Không phải chỉ những cầu thủ thường xuyên có hợp đồng to mới cần người đại diện, nhưng việc chưa quen với khái niệm này khiến một vài cầu thủ cảm thấy không cần thiết để có một người như thế hỗ trợ cho mình, nhưng lại không biết rằng người đại diện đúng đắn sẽ giúp bạn có sự tập trung tốt hơn vào sự nghiệp. Tuy nhiên thì mình nghĩ càng ngày các cầu thủ sẽ có trách nhiệm hơn trong việc này. Vài năm qua dù sao cũng là một hiệu ứng không thể tốt hơn, và mình cũng thấy nhiều cầu thủ trẻ bắt đầu tìm kiếm người đại diện cho mình, điều mà mình cũng thực sự khuyến khích. Câu hỏi khi nào V-League mới chuyên nghiệp được như Thái League 1 là một câu hỏi đầy vĩ mô và thực tế. Nếu nói ra mà thực hiện được thì chúng ta đã không nói suốt mấy năm qua rồi. Thái League hơn V-League ở mọi thứ, từ cơ sở hạ tầng, sự chuyên nghiệp, bản quyền truyền hình, độ hiệu quả trong việc khai thác, hay quan trọng nhất là cả cơ chế quản lý. Trong đó có những thứ bạn thực sự không kiểm soát được. Ví dụ về độ hấp dẫn chẳng hạn, V-League không thực sự thu hút khán giả Việt Nam vì nhiều ác cảm mà nó mang lại. Vì thế lợi ích khi khai thác giải đấu này cũng trở nên rất hạn chế. Rất nhiều ông bầu cũng chỉ đầu tư vừa đủ, vì lẽ đó V-League đôi khi cũng chỉ ở mức vừa đủ. Đây vẫn là một câu hỏi rất vĩ mô vì những lý do đều chồng chéo lên nhau. Bạn Lê Tiến Nam chào anh Quân, với chất lượng đội bóng cũng như tiềm lực tài chính hiện tại của Barca thì anh nghĩ liệu họ có thành công trong công cuộc tái thiết với Xavi hay sẽ bước vào một giai đoạn thoái trào giống như những gì đã xảy ra với AC Milan của thập kỷ trước? Tôi nghĩ là với một cái tầm vóc như là Barcelona, họ rất khó để có thể đưa mình vào một cái tư thế như vậy. Một mùa giải có thể coi là vứt đi, cũng có thể là như vậy, nhưng họ sẽ ngay lập tức lấy lại hình ảnh của mình. Với những bản hợp đồng chẳng hạn, đó là cách nhanh nhất để Barcelona có thể tìm lại hình ảnh của một gã khổng lồ. Barca của hiện tại vẫn là một đội bóng đầy hy vọng về cả chất lượng đội hình và cả tiềm lực tài chính. Tuy nhiên, những kết quả đáng thất vọng vừa qua cũng chứng minh rằng đội bóng này có rất nhiều thứ để làm và có thể trở lại như cũ. Mình nghĩ thứ giúp Xavi có lợi thế hơn so với nhiều huấn luyện viên trước của Barca chính là sự tôn trọng và sự thông cảm. Bởi lẽ đó, nếu Laporta thực sự kiên nhẫn với Xavi, mình nghĩ điều gì đó khởi sắc hơn rồi cũng sẽ đến. Mỗi câu lạc bộ đều có từng thời điểm thăng trầm khác nhau, điều đó cũng không ngoại lệ với Man United hay Real Madrid. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, chỉ là với một thương hiệu như Barca, việc họ có thể trở lại với khía cạnh kinh tế là điều đã được dự báo. Tuy nhiên, ở quá trình tiếp theo của đội bóng này, việc họ sẽ sớm tìm thấy ánh sáng hay không phụ thuộc rất nhiều vào những gì mà họ đang làm ở hiện tại. Đầu tiên là tìm ra sự cân bằng trong việc sử dụng những cầu thủ có kinh nghiệm và những người trẻ. Tiếp theo là dựa vào những con người mà Laporta hay Xavi mang về để xem họ có phải là mảnh ghép phù hợp với đội bóng trong chặng đường ngắn phía trước hay không. Và quan trọng nhất cũng phải là định hướng một lối chơi hợp lý. Thứ dù có thể thay đổi một chút sau này thì cũng có thể là kim chỉ nam để hướng đội bóng đến một mục tiêu cụ thể. Xavi có thể có thừa thời gian cho điều đó vì Laporta có vẻ thích anh, nhưng để thực hiện tốt nó thì chẳng đơn giản một chút nào. Mình nghĩ Barca sẽ không đến mức như Milan, câu lạc bộ này thuộc sở hữu của gần 100.000 hội viên, và đó cũng là lý do mà nó luôn được quan sát, được thay đổi khi có bệnh. Ở hiện tại nó đang được chấp nhận như một câu lạc bộ đang bước qua giai đoạn thoái trào và xây dựng lại, nhưng trong 1-2 năm nữa sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn xuất hiện, và đó là cách đội bóng này hoạt động suốt 3 năm qua. Bạn vừa hờ, em chào anh Quân, sau rất nhiều phân tích và nhận định theo anh, Real và Paris Saint-Germain, ai sợ ai nhiều hơn ạ? Thật khó để có thể phân định điều đó đúng không ạ? Chỉ một chút quan điểm cá nhân mà thôi. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu rất cân bằng và quyết định cho chiến thắng của trận đấu này sẽ nằm ở đẳng cấp của những ngôi sao. Rõ ràng Real Madrid và Paris Saint-Germain không hề muốn đụng độ nhau sớm như vậy, và việc thiết thực nhất mà họ có thể làm là giữ vững sự tự tin trước trận đấu quan trọng này thôi. Nhưng theo quan điểm của mình, Paris Saint-Germain vẫn ngại phải chạm trán đối thủ này hơn. Bởi công bằng mà nói, khi Paris Saint-Germain vẫn chưa có một phong cách tấn công nào cụ thể trong những trận đấu của mình, thì Real Madrid dưới bàn tay phù thủy của Carleto bay cao với những chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Sự trưởng thành nhanh chóng của Militao, sự phát triển vượt bậc của Vinicius, sự tin cậy đáng ngưỡng mộ của bộ ba tiền vệ và sự thăng hoa của Benzema đưa Real trở nên khác biệt so với phần còn lại của La Liga. Thành tích, kỷ lục, các điểm số mà cựu huấn luyện viên Milan thiết lập tại đây đều đang ấn tượng. Trong khi đó, những cầu thủ mà Paris Saint-Germain mang về Paris
Thực sự chưa ai để lại ấn tượng đủ lớn cả, kể cả là những nhân vật chính của trận đấu sắp tới như Messi hay Sergio Ramos. Ngoài tính drama ra thì gần như đội bóng nước Pháp hoàn toàn lép vế so với Real về sự đồng bộ và tính kết nối. Chưa kể đối thủ như Kênh Kền Trắng là một đội bóng cực kỳ khó chịu ở Champions League. Họ vẫn là những người cực kỳ kinh nghiệm, những người được dự đoán sẽ tiến thật sâu trong mùa giải này với cách mà họ đang thi đấu. Pha trộn hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm gần như chẳng hề có mâu thuẫn nào. Tất nhiên những khoảnh khắc mới là yếu tố quyết định chính và đâu ai biết được ngày hôm đó những Messi, Neymar, Mbappe thăng hoa hết cỡ như thế nào. Bạn Đạt Lê, theo anh thì liệu không có bộ ba tấn công cố định như Man City và Chelsea có phải là điểm yếu của hai câu lạc bộ này khi tham gia các đấu trường cúp, đặc biệt là vòng knockout của Champions League? Em cảm ơn. Bạn có thấy Chelsea mùa giải năm ngoái vô địch không ạ? Rõ ràng là vẫn có những điều như vậy xảy ra chứ. Họ tất nhiên gặp khó khăn, nhưng đó cũng không phải là khó khăn riêng của đội bóng nào vào thời điểm hiện tại. Bởi vì việc tìm ra những ngôi sao cho hàng tấn công là một việc không hề dễ vào lúc này. Và tôi nghĩ rằng là họ có những cái cách riêng để có thể chiến thắng ở những trận đấu đó. Trong những năm vừa qua, hệ thống chiến thuật bóng đá hiện đại đang ngày càng biến hóa để tối ưu hóa khả năng tấn công của những câu lạc bộ hàng đầu. Trong số đó, Pep Guardiola cùng Thomas Tuchel đang là hai trong số những bậc thầy trong khả năng biến hóa với những nhân sự mà mình đang có trong tay. Và cả hai vị chiến lược gia đại tài này đều đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng một bộ ba tấn công cố định không còn là công thức duy nhất để đưa đội bóng đến với thành công. Ở trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái, hàng công của cả Chelsea lẫn Man City đều không có bất kỳ một tiền đạo cắm đúng nghĩa nào. Đối với The Blue, cái tên chơi vị trí số 9 ảo là Kai Havertz. Trong khi đó, đối với đoàn quân của Pep Guardiola thì Kevin De Bruyne đóng vai trò là cái tên chơi cao nhất trên hàng công. Với những cách bố trí đội hình như vậy, các đội bóng có thể tối ưu hóa khả năng tấn công từ hai hành lang biên, vốn là nơi hội tụ rất nhiều những cái tên có thể mang đến đột biến như Cancelo, Rich James hay là Ben Chilwell. Và với những gì đã làm được, việc không có một trung phong đúng nghĩa chắc chắn không phải điểm yếu của cả Chelsea lẫn Man City. Tuy nhiên, việc sở hữu cho mình một tiền đạo giỏi vẫn sẽ là điều cần được ưu tiên đối với bất kỳ đội bóng nào trong những thế trận khó khăn. Một trung phong hoàn toàn có thể là gương mặt tạo nên được sự khác biệt nhờ vào những pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm đối phương. Đã không ít lần ở mùa giải này, người hâm mộ cảm thấy Chelsea lúng túng trong việc xuyên thủng những hàng phòng ngự chủ động chơi thấp và được tổ chức một cách khoa học. Và đó chính là lý do mà Lukaku đã được Thomas Tuchel mang về mùa giải năm nay. Dù chưa thực sự phát huy được hiệu quả tối đa, nhưng đó vẫn sẽ là phương án đáng kỳ vọng trong hành trình bảo vệ chức vô địch của The Blue ở mùa giải năm nay. Bạn Quyết Lê, chào anh Quân, em là fan của Chelsea từ 2006 tới bây giờ. Anh cho em hỏi là Mason Mount có đạt trình độ đẳng cấp của Joe Cole chưa ạ? Joe Cole là thần tượng của em, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nghĩa là Joe Cole là thần tượng của rất nhiều người, một trong những cầu thủ chơi nghệ sĩ nhất trong lịch sử câu lạc bộ Chelsea, và đặc biệt anh ta lại là người Anh nữa. Hãy cùng đến với phân tích của tôi nhé. Joe Cole là một trong những tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Anh trong giai đoạn thập niên 2000. Thời ấy bóng đá Anh vốn nổi tiếng với một lối đá kick and rush, với những tiền vệ cánh mạnh về tốc độ và khả năng tạt bóng chuẩn xác. Giữa một rừng những cầu thủ bị ví như công nhân ấy, Joe Cole nổi lên như một làn gió mới với những pha xử lý thanh thoát và đẹp mắt. Tính đột biến chính là điều người ta đánh giá cao nhất ở Joe Cole, trưởng thành từ đào tạo của West Ham nhưng thành danh tại Chelsea. Cựu tiền vệ sinh năm 1981 đã có được những danh hiệu Premier League trong kỷ nguyên mà The Blue bắt đầu nhận nguồn đầu tư mạnh mẽ từ ông chủ người Nga. Thời đỉnh cao khi Joe Cole còn chơi cho Chelsea, anh từng cạnh tranh với những Robben hay Damien Duff. Trong sự cạnh tranh gay gắt ấy, Joe Cole vẫn nổ súng đều đặn và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của Premier League mùa 2005-2006. Chỉ có chấn thương mới ngăn cản được đà phát triển của Joe Cole và khiến sự nghiệp của anh nhanh chóng xuống dốc. Hơn 10 năm sau, cũng tại Stamford Bridge, người ta tìm thấy một niềm cảm hứng tương tự được gọi với cái tên Mason Mount. Chính Joe Cole đã đánh giá rất cao tài năng trẻ người Anh, chứng kiến Mason Mount lập hat-trick vào lưới Norwich, cựu tiền vệ từng chơi bóng tại Mỹ từng phải thốt lên: "Tôi chưa bao giờ gặp một cựu cầu thủ hoặc một huấn luyện viên không đánh giá cao Mason Mount cả. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc hàng đầu. Cậu ấy đang trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở đội tuyển quốc gia." Mason Mount vẫn còn một hành trình dài để kế nhiệm người tiền bối, nhưng ít nhất cậu đang bước từng bước vững chắc trên con đường này. Chàng tiền vệ mang áo số 19 dần lấy lại phong độ và đang có những đóng góp rất đáng kể trong màu áo của câu lạc bộ. Cậu cũng chiếm được lòng tin của Tuchel và giành được suất đá chính trong 4 trận gần nhất tại Hoàng Anh. Tất cả những gì Mason Mount cần là thời gian để có thể tích lũy thêm kinh nghiệm và tạo thêm nhiều thành tích cá nhân khác. Hiện tại Mason Mount chưa thể vươn tầm như Joe Cole trong tương lai. Hiện tại Mason Mount chưa thể vươn tầm như Joe Cole, nhưng trong tương lai điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn Trần Duy Hưởng, chào anh Quân, dạo gần đây mà cụ thể là Euro thì Eriksen, rồi bây giờ là Kun phải giải nghệ vì vấn đề tim mạch, Lindelof phải đeo máy đo tim. Anh nghĩ sao về điều này ạ? Vì nó xảy ra liên tục trong làng túc cầu thời gian gần đây. Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình cùng ekip có nhiều sức khỏe.
Có lẽ là vào thời điểm này các cầu thủ đang sinh hoạt không giống như trước đây, khi mà bóng đá nó cứ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, để rồi sau đó các cầu thủ đã bị loãng đi cái sự tập trung của mình cho các trận đấu, cũng như là thi thoảng đang đá thì lại phải dừng lại. Cái nhịp độ thi đấu là một cái điều rất quan trọng để duy trì thể lực của cầu thủ, và các cầu thủ đang bị ảnh hưởng nhiều vì điều đó. Và chúng ta sẽ cùng cầu mong rằng là sẽ không có nhiều những cầu thủ gặp những vấn đề rắc rối như Aguero, Eriksen hay là Lindelof nữa. Đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì những vấn đề liên quan đến tim mạch luôn là một chủ đề nhạy cảm và cực kỳ nguy hiểm. Với cường độ vận động cao trong suốt 90 phút, mỗi cầu thủ cần đảm bảo rằng mình có được một trái tim khỏe mạnh và không mắc phải bất kỳ bệnh lý nào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều cầu thủ mắc phải những vấn đề liên quan tới tim mạch như trường hợp của Christian Eriksen ở vòng chung kết Euro 2020, Victor Lindelof hay mới nhất là việc Sergio Aguero buộc phải giải nghệ vì những bệnh lý của mình. Lúc này, người hâm mộ có quyền đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải hệ thống y tế của các đội đang thực sự gặp vấn đề hay đó chỉ là những sự trùng hợp mang tính ngẫu nhiên. Có thể nhìn một cách thực tế rằng bóng đá không phải là môn thể thao có cường độ vận động cao nhất nếu so sánh với những coureur của bộ môn đua xe đạp hay những vận động viên marathon. Tôi có thể nói với bạn rằng những gì đã xảy ra với những cầu thủ đó không hề liên quan tới bóng đá, chỉ đơn giản là thiếu may mắn mà thôi. Và năm vừa qua chúng ta phải chứng kiến nhiều trường hợp thiếu may mắn như vậy, giáo sư Sanjay Sharma, chuyên gia thể thao của Anh chia sẻ. Do đó, người hâm mộ có lẽ chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không có quá nhiều những trường hợp kém may mắn như của Sergio Aguero hay Christian Eriksen, những trường hợp khiến người hâm mộ phải chia tay với những màn trình diễn đẳng cấp của châu lục một cách đầy nuối tiếc. Chúng ta đã trả lời những câu hỏi của Q&A của tuần này và hy vọng rằng bóng đá sẽ sớm ổn định trở lại và chúng ta được chứng kiến những trận đấu thực sự hấp dẫn. Vào chủ nhật này thì chúng ta sẽ có một trận đối đầu quan trọng với Campuchia để tranh tấm vé vào vòng bán kết của AFF Cup. Chúc cho đội tuyển Việt Nam thành công. Bây giờ xin hẹn gặp lại vào tuần sau.